cá rồi. Đâu đâu vụ, không có vụ. Trời ơi, không biết chỗ nào luôn rồi, lấy gì xúc. Chết rồi, chết rồi. Vô rồi, vô rồi. Đây, đây mới về nhà mình, em đây. Thì bây giờ mình sẽ ra mình xem, mình ở trần, mình chưa có bằng áo này, mình có đeo cái đồ để máy quay của mình, gắn máy quay mình. Bây giờ mình sẽ quay cho nó quấn, nó quấn gì trong người rau, quấn vô cây luôn đó. Cẩn thận là nó chích nữa. Nhưng mọi người, thường thường người ta đào là người ta sẽ đào trùng quắn, người ta sẽ chấm nó nhạy hơn trùng thường. Thường thường người ta đào là người ta tìm cái phân của nó, cái cứt của nó nè, thấy không? Mình sẽ đào lần hai cái dấu này, mình bắt trùng quắn, tại vì trùng nó sẽ tanh, rất là tanh, cá nó rất là thích. Nói chung là trùng đó thì mình đào là lựa mấy cái chỗ nào có cát á, có cát đào nó sẽ có trùng đó. Trùng đó thì nó quấn đeo rồi, nó bự lắm, nó màu đen. Có phở mình có đào dọn thay. Đây nè mọi người, mình thấy nè mọi người, thấy không? Đây nè, trùng quắn nè, thấy không? Trùng quắn nó dữ lớn vậy, nó bự cũng bự luôn nha mọi người. Nhìn đào được con nè. Nè, bỏ cái xô. Chung là trùng này nó cũng kiếm cái chỗ, mấy chỗ cát á. Kiếm mấy cái chỗ cát á, nó sẽ có rất là nhiều. Mình tìm, mình lần theo cái phân của nó. Cái phân mà cục bự, càng bự là nó trùng nó sẽ càng to. Nhưng mà cục phân nhỏ quá thì mình đừng có đào, thì cắm nó khó móc, rất là khó móc. Đây là mọi người tìm được một cục phân nữa nè mọi người, đây phân này đây, thấy không? Mình đào thử nữa, đào thêm một vài con nữa, hy vọng là dính như một con trùng lớn. Đào xung quanh trước rồi mình mới đào xuống giữa. Ô, dính rồi nè mọi người, dính lên luôn nè, trùng khá là to nha mọi người. Đây mình xin chào tất cả các bạn và mọi người. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip, đó là mình sẽ đi cắm câu. Đây là câu của mình, đây để mình để xuống. Đây là câu của mình. Đây là câu này của mình chuốt lâu rồi, mình làm lâu rồi, bây giờ mình cũng có cắm, bây giờ một thời gian rồi mình ít cắm, mình để nó kiểu như nó hơi cũ rồi. Mình sẽ để đây cho mọi người xem. Đây là mồi đã, đây là trùng là mình đào, mới đào cấp hồi nãy mình đào, kiểu như mình đào trùng quắn có, trùng cơm có, trùng hổ cũng có luôn. Rồi này là cái túi, này là cái túi mình đựng máy quay. Và hôm nay mình sẽ làm một clip, đó là mình sẽ đi cắm câu, rồi mình nếu mà có cá thì sáng mai mình sẽ làm ẩm thực luôn, rồi nếu không có thì mai mình sẽ đi mua một cái món ăn gì đó, rồi về mình sẽ nấu lại, mình quay ghi hình lại cho mọi người xem. Thì mọi người có nghe mình nói chuyện rõ không? Thì đây là cái micro. Đây là cái đang nghe điện thoại của mình. Thì mình lấy, mình cỡ như là mình nói chuyện không rõ, thì mình gắn ở đây, mình kết nối đây, mình thu âm cho nó tốt với cho nó thu âm cho. Đây là cái máy điện thoại của mình đây. Chút xíu nữa thì mình sẽ lấy cái máy này, thì mình sẽ quay một cái góc, quay góc rộng. Còn cái máy Google của mình á, cái máy quay của mình đó, thì mình sẽ quay, mình gắn ở chân đây, gắn ở chân của mình có đồ đeo, tại vì nãy mình quên đem đồ đeo phải không? Thì mình sẽ đem, mình gắn gian đây, gắn này mình đeo vô cho mọi người, quay lại cho mọi người xem. Thì trên đầu mình thì mình đội cái nón, cái đèn pin á, mình sẽ không có quay lên được, mình sẽ gắn đây.
Rồi cái máy quay này, cái này, cái điện thoại này mình sẽ đặt góc gọng ngoài, góc gọng quay vô cho mình. Rồi tay mình thì mình cắm câu, mình không có cầm máy quay được. Thì mình sẽ làm như vậy. Rồi mọi người xem thì mọi người sẽ... Đây là cái đèn pin của mình. Đây là đèn pin mình để chút xíu, mình sẽ đội đội màu mình. Mình sẽ đi quay. Thì lỗi đầu mình sẽ đi tắm. Rồi đây là cái máy quay của mình. Đây là cái máy quay của mình. Máy quay này là máy quay Google nữa mọi người. Mình có, người ta có, mình mua người ta có tặng cho mình cái này, là cái này mình thấy mình đeo này. Để mình đeo cho mình xem. Gắn cái máy quay của mình vô đây. Đó, mình lại gắn máy quay đây. Thì hai cái tay của mình thì mình nhấc cái cầm câu. Thì mình sẽ có một cái điện thoại nữa, mình sẽ quay góc rộng ngoài nãy mình có nói với các bạn rồi. Góc rộng ở ngoài đây. Mình sẽ thêm một cái máy này nó sẽ hỗ trợ mình quay như là cái đèn, ở đầu này. Rồi, trời ơi, cũng tối rồi. Thì mọi người theo chân các bạn và mọi người theo chân mình nha. Đây là mình tìm được cái chỗ, khá là tốt. Mình chấm con câu đầu tiên. Đây, mình sẽ giặt cỏ ra, để mình chấm con câu đầu tiên nha mọi người. Để không dẹt ra dính cá, là cá nó sẽ lâu, nó sẽ quấn vô bèo. Nó bị sảy. Mình kiếm lấy trùng, nằm đào nè, mình lấy xem, móc trùng lên cho mọi người xem. Móc trùng câu để mình cắm, câu đầu tiên. Đây, trùng là trùng cơm nha mọi người. Trùng là trùng cơm. Móc nửa con thôi, móc nhiều quá nó sẽ bị sảy. Mình sẽ cắm ở đây thêm một cần nữa. Chỗ này. Xíu mình giặt, đỏ nó ra cái. Quá trời cỏ luôn rồi. Chỗ này không có cá quá. Lỡ dẹt rồi, cắm luôn. Quá trời kiếm cắt luôn. Kiếm cắn quá trời kiếm cắt.
mình sẽ quay một vài đoạn nữa cho mọi người xem, tại vì cái máy của mình nó tại vì mình sạc nó mau hết pin nha mọi người, mọi người thông cảm cho mình nha mọi người. Rồi mình sẽ kiếm con trùng, mình móc vô cái trùng hải nè, mình sẽ quay cho một bạn các bạn một vài đoạn các bạn xem. Đây vạc là cấm luôn, chỗ này không biết có cá không, không biết chờ không có cá. Cùng vui bước trên đồng xanh, nhìn mùa hoa nắng trên cây cành, lòng buồn bao sao. Chặt ba này, ba này là ba cái người mà ra muốn rồi mọi người, nó quấn vô đây cái là nó sẽ sảy hết trơn. Chặt ra cái này cũng khá là tốt, khá là ngon nè. Móc mồi vô và thả mồi xuống, thả cần câu xuống, cắm rồi mình cắm xéo nha mọi người, cắm xéo cái độ sảy của nó rất là thấp. Đây người cha mình chỉ mình đó, cắm xéo là cái độ sảy nó rất là thấp. Mình sẽ quay cho bạn, cho mọi người xem hết cái đoạn này, tại vì cái máy mình nó gần hết pin rồi, mọi người thông cảm cho mình. Còn có 9% pin nè. Quay nốt cái đoạn này nữa rồi mình sẽ đi sạc pin, thì mình sẽ tạm ngưng nhất ở đây, rồi một hồi mình sẽ đi thăm câu á mọi người, thì mình sẽ quay lại cho mọi người xem. Mọi người thông cảm cho mình nha. Con này nhỏ quá, cái con câu nó vự xíu, con nhỏ quá sợ nó gãi. Trùng đó hết rồi, trùng trà bá luôn này. Cắm câu tiếp cục, nãy giờ cắm được 4 cần rồi đó, cắm được 4 cần rồi. Có mắt quay các bạn, các mọi người mắt mình quay á mọi người, mình quay cái cắm thì nó kiểu như nó hơi khó, tại mình quay mình vừa chạy chân quay cho cái máy quay điện thoại của mình thì nó rất là cực như trâu luôn á mọi người, cực luôn. Thì mình sẽ kết thúc clip tạm kết thúc clip ở đây thôi, rồi mình sẽ đi sạc máy của mình, rồi mình sẽ đi thăm câu đó. Mình sẽ quay lại cái quá trình mình thăm câu cho mọi người xem. Ok, mọi người thông cảm. Lụm rồi. Đi cá rồi, đâu đâu vụt, không có vụt. Trời ơi, không biết chỗ nào luôn rồi, lấy gì xúc. Chết rồi. Vô rồi. Vô rồi, lụm cá. Mọi người được con cá chê rồi mọi người ơi. Cái vợ của mình là mình xúc nữa. Được con cá chê rồi. Mình bỏ nó vô luôn mới được. Đúng cái luôn rồi, luôn. Đâm con bây giờ nè. Đâm con chết bây giờ nè.
Trời ơi, trời ơi. Đâm cái là khóc luôn á. Nhịn ăn, nhịn uống luôn. Chào mọi người. Thì hiện tại bây giờ là 21 giờ 17 phút. Thì mình đang cơm thì mình có nghe có cá nó quậy chỗ cái mương mình cắm mép bên đây. Mép nhà mình, mép đây. Thì bây giờ mình sẽ ra mình xem, mình nhớ nhớ chằng mình chưa có bằng áo này, mình có đeo cái đồ để máy quay của mình, gắn máy quay mình. Rồi bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem. Cặp nãy mình có quay chính con cá chê rồi. Bây giờ mình sẽ thấy nó quậy chỗ này. Mình tính một hồi nữa mình sẽ đi thăm. Nhưng mà cá nó quậy như này mình mới thấy chỗ này. Rồi, giờ mình sẽ qua đây mình thăm cho mình xem. Đây là một ngực. Mình có thấy cá nó quậy gần cái bụi rau không? Đây. Đó, nó liền câu, liền câu luôn thấy không? Mình không biết cá dính cá gì nữa. Quậy liền câu luôn. Dòng là nó sẽ đừng có sảy. Nó chặt chút nó vô. Sảy hay người trời. Sảy luôn rồi. Trời ơi trời. Đẩy mất tiêu rồi. Cấp nãy mình có bắt được một con dế. Cái này đây này, cho mọi người xem. Dế, nãy mất dế. Nó mất tiêu rồi thôi. Nè, dế nè. Một con dế. Móc vô đây rồi mình cắm luôn. Móc vô rồi mình cắm con dế luôn. Cắm vô con rau mình. Móc rồi móc từ dưới đít móc lên đó, cho nó cá nó được sảy. Mưa luôn rồi. Chỗ này không biết chừng nào mà nó cũng đi thăm nữa. Mưa rồi mọi người ơi. Sảy rồi, tức quá tức. Đi nhà mới được. Chào mọi người. Thì hiện tại bây giờ thì cũng đã 22 giờ 14 phút là 10 giờ 14 phút. Thì mình tranh thủ mình đi thăm câu để tối quá rồi, mình đi thăm buồn ngủ mới xong không nổi. Thì mùng của mình cũng đã văng mùng rồi. Mình cũng đã văng mùng rồi, đây là nhà của mình. Mình phát hiện dính cá chê nữa rồi mọi người ơi. Rồi đó, thấy mọi người ăn cá chê không? Nó kéo cần mình cong luôn đó mọi người thấy không? Thấy mình làm bỏ dép ra rồi mình lội xuống mình quay cho mọi người xem nha. Nó thấy không, nó quấn cái cần câu của mình, nó gãy cần câu của mình luôn mọi người. Nó quấn vô trong cái rau, quấn vô cây luôn á. Cẩn thận lại nó chích nữa này để nó đâm mình cái nhện nó bén lắm mọi người. Đây thấy không, bắt nó ra khó bắt lắm mọi người. Kìa, con này bự hơn con hồi nãy nha. Nó cũng dính cái chỗ cũ luôn á, cái chỗ hồi nãy mình dính luôn á. Bây giờ mình dính nữa, mình mới gắn mồi vô, bỏ mồi vô con câu rồi giờ nó vô nó ăn nữa đó mọi người. Thấy chưa, mình thấy không đó. Giờ lấy con câu mình lên thấy rồi đó, thấy không, nghe cá miếng bự không đó. Đây mình rửa cái cần câu rồi mình lên cá vô, ăn cá vô trong cái lồ hồi nãy mọi người. Mình mang dép vô, mình bỏ, bây giờ bỏ con cá vô trong cái vợt luôn, bỏ vô vợt để cầm hồi nó giục, đâm giục mình móc mồi cái móc mồi mình thấy lại chỗ cũ. Mình thì hy vọng là mấy sáng mai nó dính nữa, tại vì chỗ này hình như là nó là cái ổ mọi người, là cái ổ chắc là cái ổ con cá chê á mọi người. Ra là dính hai con liên tiếp nãy giờ rồi, giờ móc mồi nó lại, móc mồi nó lại bỏ lại thì đừng sáng mai có thể là nó hơi dính nữa. Nó không dính thì thôi, mình
ghim nó xuống. Mình ghim nó xuống rồi mình sẽ đi thăm mấy cái cần câu kế tiếp. Mấy cần câu mình cắm bên bờ bên kia. Bây giờ mình đi vô, mình bỏ nó vô trong cái lu nha mọi người. Đem nên bỏ vô cái lu. Lu chung với con cá chê nãy. Bỏ chung hai con luôn. Nãy mình dằn cục đá lên, tại vì mình sợ cá nó nhảy, nó tung ra, mình dằn cục đá lên. Giờ mình lấy cục đá xuống, mình bỏ cá chê vô. Bỏ cá chê chung với cá chê nãy luôn. Đó, cá chê nãy thấy không mọi người? Đó. Đây, cái chê này mình mới dính đây. Nó cũng bự lắm, bự hơn con kia. Hình như là cá chưa có ăn mồi cái gì mọi người ơi. À, còn nguyên thê thinh luôn, còn thinh cục mồi luôn. Hình như là sảy rồi mọi người ơi. Mình thấy làm như là sảy. Ê không có, có dính cá, dính cá. Cá này cá tầm dục, cá lóc con. Cá này này, cái này còn sống mà nó còn mạnh lắm. Thì trời này như là nó nuốt lử vô họng luôn. Ô nó chảy nữa rồi. Đó, gỡ nó ra nó nuốt vô luôn cái gì mọi người ơi, gỡ khó gỡ lắm. Giật ra mạnh ra luôn. Giờ mình lấy cái bọc, nãy mình có đem cái bọc ra mình đừng. Bỏ nó vô trong cái bọc. Đây cái bọc của mình đây. Bỏ nó vô cho bột rồi buộc lại, rồi mình sẽ thay mồi mới. Đây mình lấy cái trùng, mình sẽ lấy con trùng quắn nha mọi người. Đây, quắn bự á. Rồi mình thấy cái nó già bự quá thì mình lấy mình cắt nó ra. Chứ mình để nguyên con á thì nó rất, nó dễ bị sảy lắm. Đây, cắt nó ra rồi mình móc nó vô. Nguyên con thì nó dễ sảy với lại nó lãng phí nữa, sợ không đủ mồi để thai. Rồi mình móc nó vô rồi mình thầy xuống dưới mọi người. Trời ơi mọi người ơi, nó dính, nó quấn vô trong cỏ, một đống cỏ luôn nè mọi người ơi. Cái này chắc sảy con cá nó cũng bự lắm rồi. Ủa, nó quấn cỏ vô, đóng cỏ luôn. Mình gỡ ra cái này mình qua trễ quá, chứ mình qua sớm quá là mình có thể mình gặp được nó rồi. Quá, mình đi qua quá trễ mọi người ơi. Chào mọi người. Thì cấp hồi nãy thì mình sau hồi mình đi thăm thì mình cũng sảy cũng rất là nhiều. Sảy với mất mồi cũng rất là nhiều. Chốt lại là mình dính được hai con cá chê với một con cá lóc. Một con cá đầm dục là có thể là buổi sáng mình đi mà dính nữa thì càng tốt. Nhưng mà buổi sáng mình không dính á thì mình sẽ lấy cá đó mình sẽ làm ẩm thực cho mọi người xem. Rồi bây giờ thì trời nó cũng đã chung là nó cũng đã khuya rồi mọi người, thì mình chào mọi người, thì mai sáng hẹn gặp mọi người sáng mai. Mình xin chào buổi sáng tất cả các bạn và mọi người. Thì một tối hôm qua mình cũng có dính được hai mấy con cá. Thì bây giờ mình sẽ đi nhổ mấy cái cần câu, nhổ mấy cần câu mình coi nó có dính cá hay không. Rồi mình sẽ vô, mình sẽ lấy nó, mình sẽ làm ẩm thực luôn. Sảy hết rồi.
chảy nè mọi người, chảy chào mọi người. Thì cấp nãy giờ mình đi nhổ cần câu á, thì nói chung là mình nhổ cũng gần cũng hết rồi, thì nói chung là nó không có dính cá nữa mọi người. Đây, câu mình đây nó cũng không dính cá nữa, thì nói chung là nó chảy nhiều lắm không dính. Như là mình tối á, thì mình dính cũng được 2 cá chê với con cá đập dục nhỏ, thì nói chung là mình cũng đủ để mình làm ẩm thực rồi. Thì nói chung là mình chỉ có nhiêu đó thôi, mình chỉ chia sẻ, mình quay cho mọi người xem về cuộc sống hàng ngày của mình. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc clip tại đây. Mọi người xem có xem mình nãy giờ thì mình rất cảm ơn và mọi người ủng hộ mình. Mình sẽ đi làm ẩm thực, hẹn mọi người ở clip sau. Rồi, mình chào mọi người nha. Bye.